khán giả đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Báo Sức Khỏe và Đời Sống trong thời gian qua. Bằng những thông tin nhanh, chuẩn xác và thời sự, kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng Nga Vũ để với những tin tức đầu tiên. Những quy định người dân cần biết từ ngày mùng 1 tháng 10. Từ ngày mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở lại nhiều hoạt động với các điều kiện nhất định. 1. Kiểm soát lưu thông bằng mã QR. Từ ngày mùng 1 tháng 10, việc kiểm soát lưu thông trên đường sẽ không cần đến giấy đi đường. Thay vào đó, người dân sử dụng mã QR trên ứng dụng VNEID và ứng dụng y tế thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng PC Covid chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR xuất trình giấy tờ sau là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Người dân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác. Người nước ngoài khi nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại thành phố. Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên, công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách, tức các shipper thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công thương. 2. Gỡ bỏ chốt nội đô. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa các chốt nội đô, tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì 51 chốt bao gồm 12 chốt chính giáp danh với các tỉnh và 39 chốt phụ tại các địa phương giáp danh với các tỉnh để kiểm soát ra vào của thành phố. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kiểm soát đột xuất với các chốt lưu động trên đường một cách ngẫu nhiên 24 trên 24 để kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc người dân ra đường không cần thiết. 3. 8 nhóm được phép hoạt động. Một là các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hai, các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế văn hóa nước ngoài. Ba, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân, các cơ sở dịch vụ y tế, các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Bốn, các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ bao gồm doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao công viên phần mềm quang trung cụm công nghiệp và trên địa bàn quận huyện thành phố thủ đức doanh nghiệp hợp tác xã thương mại dịch vụ hợp tác xã tổ hợp tác hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cơ sở thú y đối tượng hành nghề thú y công trình giao thông xây dựng cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống, xăng dầu, ga, hóa chất, điện nước, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các tòa nhà chung cư. Dịch vụ công ích, dịch vụ bảo vệ, trạm thu phí sử dụng đường bộ, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường dịch vụ giới thiệu việc làm dịch vụ cưới hỏi dịch vụ rửa xe dịch vụ tăng lễ dịch vụ tiện ích công như cấp thoát nước công viên cây xanh hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải văn phòng văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong và ngoài nước chi nhánh thương nhân nước ngoài tổ chức tín dụng ngân hàng kho bạc cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp có liên quan tín dụng logistics và bổ trợ doanh nghiệp người dân chứng khoán dịch vụ cầm đồ bưu chính viễn thông in xuất bản báo chí kinh doanh thương mại điện tử, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, thư viện, phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập, thiết bị tiên học, cửa hàng điện máy, cửa hàng mắt kính, cửa hàng thời trang, may mặc, cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu, dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan, không tổ chức buffet. Cắt tóc, gội đầu, hoạt động tối đa 50% công suất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế có danh sách đính kèm. 5. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Hoạt động tham quan bảo tàng được hoạt động với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa là 10 người trong cùng một thời điểm. Những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thi đấu được tổ chức ở quy mô tối đa 70 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức. Các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động. Nếu hoạt động theo từng nhóm, tối đa 15 người một nhóm, Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được hoạt động tối đa 100 người. Tổ chức đám tang đám cưới, hạn chế tối đa 20 người trong cùng một thời điểm. 6. Hoạt động giáo dục đào tạo Tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường Internet qua truyền hình, từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. 7. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, tập trung tối đa 10 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. 8. Hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà. Hoạt động trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo tập trung tối đa 10 người Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. Hoạt động ngoài trời, tập trung tối đa 15 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 100 người. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố phải đăng ký mã QR tại địa chỉ an toàn gạch nối covid tphcm gov vn đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quét mã qr trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy của toàn bộ người đến liên hệ công tác giao dịch và sử dụng ứng dụng của thành phố hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động khi hoạt động phải đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên từng lĩnh vực. 4. Cơ sở khám chữa bệnh được hoạt động Từ ngày 1 tháng 10, các nhóm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được phép hoạt động trở lại, cụ thể như sau. Nhóm 1. Bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng khám y học gia đình, nhà hộ sinh. Nhóm 2. Cơ sở dịch vụ y tế, cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài, cơ sở dịch vụ kinh thuốc. Nhóm 3. Cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, doanh nghiệp sản xuất thuốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, doanh nghiệp bảo quản thuốc, doanh nghiệp bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc, doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu mỹ phẩm, doanh nghiệp bán buôn mỹ phẩm, cơ sở bán lẻ mỹ phẩm, doanh nghiệp sản xuất vật tư trang thiết bị y tế, doanh nghiệp bán buôn vật tư trang thiết bị y tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu vật tư trang thiết bị y tế, cơ sở bán lẻ vật tư trang thiết bị y tế. 5. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng, meeting, lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được phép hoạt động. Kênh YouTube chính thức của báo Sức khỏe và đời sống Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế, phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề, sự kiện ở trong nước và quốc tế. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng. Quý vị thân mến, những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức COVID-19 tiếp theo.